bất ngờ chuyển sinh, nam chính vô tình lấy được trái tim vô số nữ nhân bằng sức mạnh mà hệ thống trao cho, cùng bộn tu luyện thần công hai bình thông nhau, trở thành vô địch thiên hạ. Tiếp tục tập trước, 7 năm sau ngày Vô Tương Tông bị diệt toàn tập, Hàn Tuyệt vẫn ở nhà chăm chỉ tu luyện. Cậu mở mắt sau 7 năm, đột nhiên thấy động phủ toàn khói là khói, cảm nhận kỹ hơn thì thấy nó là linh khí, ra xem thứ gì tạo nên nhiều linh khí như vậy. Thì ra là cỏ thiên địa, không hổ là tư chất thiên thần, linh chỉ mới sinh ra không lâu thì có thể sinh ra linh khí, chỉ là dày quá mức, Tuần Trường An cũng phải gọi bằng cụ. Nếu có thể câu thông linh khí thiên địa rồi, Quả Cam suy nghĩ có nên truyền chút công pháp cho cây cỏ này không, lại là hai thế lực này ra trong đầu. Bên tốt nói truyền, sau này lại có thêm một trợ thủ siêu mạnh, bên ác sợ cỏ thiên địa phản bội, để cho an toàn cậu đặt lên người cỏ thiên địa ấn ký lục đạo luân hồi, rồi tìm cho cây cỏ thiên địa quyển ngọc thanh quyết, cửu đỉnh chân nhân sau khi bổ sung đầy đủ có thể tu luyện tới dung hợp cảnh, Quả Cam định sẽ cho cỏ thiên địa học thứ này. Với cái đầu toàn chất thì cỏ thiên địa chắc là học nổi. Cỏ thiên địa nhìn vào quyển ngọc thanh quyết, bắt đầu thấy choáng, vì để bồi dưỡng tính tích cực của nó, Hàn Tuyệt phải lấy thân mình làm mẫu, ngày ngày học tập, cố gắng tiến bộ. Thứ mà nam chính học là ách vẫn thư, hôm nay lại đến giờ nguyên rủa Thanh Mãng đại thánh. Lực nguyên rủa từ trong động phủ của Hàn Tuyệt truyền đến chỗ Thanh Mãng đại thánh. Thanh Mãng đại thánh vẫn đang trong quá trình độ kiếp, tia sét độ kiếp lẫn lộn với tia sét nguyên rủa, đánh cho hắn ta kêu á á. Thanh Mãng đại thánh bị đánh toét đít, cuối cùng rơi xuống hồ nước, tức giận không biết anh nguyên rủa mình. Hắn ta lại lấy ra cục xương bảo bối, hút hết lực nguyên rủa đi, miễn cưỡng cứu được bản thân. Thanh Mãng đại thánh nhờ vào cục xương này mà đẩy lùi lại được nguyên rủa. Muốn tính ra xem tên nào đang nguyên rủa mình nhưng thất bại, không tính ra được kẻ hại mình, đành phải dồn hết sự tức giận chuyển sang độ kiếp. Thanh Mãng đại thánh gọi lôi kiếp xuống, xem ai mạnh hơn. Sau một hồi quấy phá, lôi kiếp không đánh chết được Thanh Mãng đại thánh. Hắn ta sau một hồi dằn vặt, thành công đột phá độ kiếp cảnh, vẻ ngoài cùng sức mạnh tăng lên vài tầng mây. Dương Thiên Đồng bây giờ cũng chỉ biết cầu nguyện. Thanh Mãng đại thánh lệnh cho cấp dưới toàn lực tấn công, không phải sợ bố con thằng nào nữa, lên hết cho anh, thấy tông môn nào đánh tông môn ấy. 6 năm sau, yêu tộc nhanh chóng đánh sập sự ngăn chặn của tu sĩ nhân tộc, đồ sát thành trì, thôn phệ bách tính. Hàn Tuyệt ở nhà lại đột phá hợp thể cảnh 3 tầng, gà hấp mực thì chỉ biết ngủ với ngủ. Tuần Trường An chăm chỉ xuống núi thăm ngàn, thấy sư phụ lại thăng cấp, cũng chả mừng mấy vì đang lo người đồ đệ Mộ Dung Khởi rất lâu không quay về Thình An. Hắn muốn xuống núi thăm đồ đệ của mình, Hàn Tuyệt đi ra ngoài bảo Tuần Trường An không cần phải lo lắng mà nghĩ đến chuyện xuống núi. Nội Dung Khởi vẫn còn sống khỏe ăn khỏe, trả lại ra ngoài bây giờ đối với Tuần Trường An còn nguy hiểm hơn. Bên ngoài hiện giờ khá là loạn, gà hắc ngục dậy một cái là gà Hàn Tuyệt mau chạy trước, vì Thanh Mãng đại thánh đó sớm muộn gì cũng sẽ đánh tới. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, Lý Thanh Tử vội vã chạy tới báo tin xấu. Cổ Uyên Châu đã gần như tiêu tùng, đại quân của Thanh Mã đó vượt qua ngàn dặm, Tây Nguyên Châu và Chỉ Nhân Châu ở xung quanh đều đang trong khổ chiến, sợ rằng cũng không bao lâu nữa có thể tới Đại Yến. Lý Khanh Tử báo tin xấu Thanh Mãng đó đã đột phá tới độ kiếp cảnh, yêu vương dưới trướng toàn là hợp thể cảnh, dung hư cảnh, bây giờ 10 châu 9 chiều trong đất liền đều không có đại tu sĩ độ kiếp cảnh, vậy nên luôn không có ai làm chủ. Lý Thanh Tử cùng Hàn Tuyệt âu sầu. Lý Khanh Tử kể 2 năm trước có một lời đồn nói là ở Cổ Uyên Châu xuất hiện đại tu sĩ độ kiếp cảnh, nhưng vừa lộ mặt thì bị Thanh Mãng đánh cho không rõ mặt mũi, bây giờ các châu đều bị tin tức này dọa cho vỡ mật, không ít tông môn đều bị ép di rời. Điều này không có lý giải tại sao lại nói Thanh Mãng đại thánh là một yêu thánh số 1 trong lịch sử của yêu tộc, bất luận lực lượng hay là phòng ngự của nhục thể. Chiêu tộc trời sinh mạnh hơn nhân tộc, thực lực cùng cấp bậc cũng cao hơn tu sĩ nhân tộc, nhưng nhân tộc dựa vào ưu thế số lượng tu sĩ mới luôn áp chế yêu tộc. Nếu yêu tộc xuất hiện tồn tại độ kiếp cảnh thì đồng nghĩa công kích bão hòa của dân tộc sẽ không còn tác dụng, cường giả độ kiếp cảnh bình thường rất khó giết chết nó. Tình hình bây giờ đúng là ngàn cân treo sợi bún. Lý Khanh Tử hỏi Hàn Tuyệt có nắm chắc kèo phòng thủ với Thanh Mãng đại thánh hay không, nếu không Ngọc Thanh Công cùng nhau chuẩn bị sớm chuyển hộ khẩu về phía hải ngoại, chính là chỗ chân nhân lão tổ đang sống. Hàn Tuyệt trả lời lại một cách hùng hồn, không cần, kêu tất cả đệ tử bên ngoài trở về hết đi, lần này không chạy, chơi theo kiểu đàn ông. Tuần Trường An cùng Lý Khanh Tử hỏi lại một lần nữa xem Hàn Tuyệt có lỡ mồm hay không. Hàn Tuyệt không lỡ mồm, và lại bây giờ chạy tới hải ngoại liệu có an toàn, có khi còn gây nguy hiểm cho những người bên đó. Tình huống nguy cấp đến nỗi, nhiều năm rồi nó mới đưa ra cho Hàn Tuyệt lựa chọn. Đối diện với đại thánh Thanh Mãng hùng hổ, trưởng giáo Lý Khanh Tử lòng sinh sợ hãi, muốn bỏ chạy. Bạn có những lựa chọn như sau: đồng ý chạy theo Ngọc Thanh Công, dắt tay nhau cùng đến chân trời cuối bể nhận được một món linh bảo, hoặc là từ chối trưởng giáo, ở lại solo một một với Thanh Mãng đại thánh, nhận được một miếng linh thạch thiên đạo. Hàn Tuyệt tò mò không biết linh thạch thiên đạo là cái gì, kiên định với quyết định ở lại của mình. Không cùng trưởng giáo chạy đến chân trời góc bể, hai vị đồ đệ của Hàn Tuyền cũng khuyên nhủ Lý Khanh Tử ở lại. Làm một kèo liều thì ăn nhiều, Lý Khanh Tử đồng ý, đi tuyên bố lại cho những người ở tông môn. Trong lòng ông ta vẫn không tin, Hàn Tuyệt có thể đối đầu với Thanh Mã đại thánh. Hàn Tuyệt nhắc nhở một chuyện nữa trước khi Lý Khanh Tử đi. Còn có, quyết định ta muốn ở lại cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Lý Khanh Tử gật đầu rồi mới đi, Hàn Tuyệt ở lại với nhiều suy tư, đột nhiên hệ thống hiển thị. Bạn từ chối trưởng giáo, lựa chọn ở lại, nhận một miếng linh thạch thiên đạo. Có thể lấy danh thiên đạo nhất định không phải vật phàm giai, đúng thật là như vậy, linh thạch thiên đạo có hình một cục gạch. Gà hắc ngục vài tuần Trường An ở xa, cầu mong là sư phụ mình không dùng cục gạch kia chọi vỡ đầu Thanh Mãng đại thánh rồi cứu cả thế giới.
Hàn Tuyệt Ngưng ngác cầm cục gạch trên tay, hệ thống giới thiệu linh thạch thiên đạo, ẩn chứa sức mạnh thiên đạo, dung hợp với pháp bảo có thể giúp pháp bảo tăng lên một phẩm giai, Hàn Tuyệt công nhận là lợi hại, có thể tăng phẩm giai pháp khí, Nam Chính không biết lựa chọn tăng cho thứ nào. Lúc đầu Hàn Tuyệt thử tăng cho Hồng Mộng Phán Định kiếm, không ngờ lại không thể kết hợp, cậu phải quay xe. Chỉ có thể đoán rằng Hồng Mộng Phán Định kiếm mang cấp bậc thiên đạo, Hàn Tuyệt vứt cục gạch chứ sang một bên, bất ngờ cảm nhận được một lực lạ, trong lúc nguy cấp như thế này cậu lại ngộ được kiếm đạo, một lần nữa bước vào trong dòng sông kiếm đạo. Lần trước người gác cổng ở đây đã không cho Hàn Tuyệt bước thêm một bước nào, vì Nam Chính bước nữa thì sẽ vào thái ất. Mới vào Hàn Tuyệt không thấy bị tiền bối gác cổng kia đâu, cậu định bước lên thử mấy bước, ai ngờ chân vừa nhấc lên thì bị các cổng kia xuất hiện. Nam Chính cầu xin ông ta, mình gặp phải đại đình sinh tử, liệu có thể cho mình bước thêm vài bước hay không? Vị tiền bối kia không tin, vì Hàn Tuyệt đã ngộ được thái ất thần kiếm và kiếm ý. Thảm giai còn ai có thể địch lại, trừ phi cảnh giới cách biệt quá lớn, Hàn Tuyệt gật đầu. Chính là cách biệt quá lớn, vốn muốn sau khi phi thăng sẽ tới chào hỏi tiền bối cảm tạ lời nhắc trước kia của tiền bối. Nhưng bây giờ có lẽ phải chết trên con đường tu hành rồi, đáng tiếc, vị gác cổng kia cũng có chút không nỡ. Đồng ý cho cậu tiến về phía trước, nhưng đây là lựa chọn của cậu, hậu quả như nào tất nhiên là Nam Chính phải tự chịu. Hàn Tuyệt nổi lên ngọn lửa quyết tâm, xem có thể ngộ được Tam Thanh Chu thế mạnh hơn không. Nếu có thể phi như bay thì ngon rồi, Hàn Tuyệt nhấc chân lên, bước một bước mạnh lên phía trước. Chân vừa chạm đất, liền có một thứ ngoại lực kèm nội lực đè nặng. Đây chính là sức mạnh vượt qua thái ất, Hàn Tuyệt cảm nhận nó như là bị hàng trăm hắc ngục kê nghiền nát, không thể bước đi. Hàn Tuyệt giữ lại chút ý thức, cố nhấc đôi chân lên, bước thêm hai bước nữa. Không thể bước thêm bước thứ tư, Hàn Tuyệt gục xuống, hiểu được tại sao người gác cổng không cho mình đi tiếp. Chỉ một bước thôi có thể như đã vỡ tan rồi, Hàn Tuyệt dần dần mất đi ý thức. Sức ép quá lớn làm cậu định bỏ đi lý trí, bước tiếp. Từ đâu chui ra bàn tay của vị tiền bối gác cổng, cứu Hàn Tuyệt một mạng, ông ta nhắc nhở cậu chỉ cứu mỗi lần này, sẽ không có lần sau nữa, để báo ơn, ông ta mong chờ vào thành tựu sau này của Hàn Tuyệt. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại với cơ thể, đúng là bùng nổ gấp 10 lần, uy áp siêu lớn, gà hắc ngục và Tuần Trường An chạy té đái, cỏ thiên địa ở trong động. Cảm nhận được khí tức khủng bố của Hàn Tuyệt, Nam Chính bây giờ đã có Tam Thanh Chu thế được thăng cấp, thần thông kiếm đạo ở phạm giai không thằng nào ăn được. Nam Chính vào trong sân khí luyện mô phỏng dùng thử, đối tượng lần này là Sư Nhi Nhi, hợp thể cảnh tầng 9, Hàn Tuyệt chỉ dùng đúng chiêu Tam Thanh Chu thế phiên bản nâng cấp. Thân diệt hồn tan, vô số vòng xoáy như cái lỗ đen tiêu diệt kẻ địch chưa đến 2 giây, Siêu Nhi Nhi mô phỏng còn chưa kịp thở thì đã tan xác, chiến đấu mô phỏng đã kết thúc. Sử dụng đúng 2 giây, Hàn Tuyệt rất hài lòng, đợi một ngày Thanh Mãng Đại Thánh đến Ngọc Thanh Tông nữa sẽ cho hắn nếm món cá kho 2 cân muối. Cùng lúc này ở dưới chân núi Ngọc Thanh Tông, Dương Thiên Đông khổ cực lắm mới mò được đến đây. Nhưng sau lưng hắn có một con hắc vụ phân hồn của Thanh Mãng Đại Thánh đuổi sát đít, nó không khác gì dính keo vào người Dương Thiên Đông. Dương Thiên Đông định trở về xin lỗi sư phụ nhưng sợ thứ này sẽ làm ảnh hưởng tới Nam Chính nên lại định quay đầu bỏ đi. Hàn Tuyệt xuất hiện, đã tới cửa nhà rồi, còn không trở về. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn. Mà nếu không biết nói gì, thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác, xuất hiện trên màn hình đó. Bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.